mẹ ạ? Cao sau rồi ạ, cao năng. Mẹ ạ. Mẹ sao vẫn còn xin mua cơ chứ hả? Dạ không, còn nắng. Đây là quay video clip. Mới bài học hành thực tế em nói nhé. Học xong rồi mẹ. Học xong rồi ở đây ôn tiếng Anh chưa? Dạ. Ôn nhớ hết các cô chú của anh chưa? Dạ con đang nhớ mẹ. Ê mẹ ơi. Đi sao lại cơm ngay? Tốt một khóa giật để em xếp mọi người luôn. Còn văn chiều sắp xuống thì bắt được chưa? Không thuộc đi thì mất được. Không phải mà là cái gì ạ? À? Mà bài tập con xong rồi. Rồi, xong rồi thì bài cho bác thuộc chưa? Hỏi được. Dạ. Bài học cho bác thuộc
Mẹ đang nghỉ ngơi chút mà nha. Vâng. Vâng.